Chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng con. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe đạp touring dòng Nhật bãi đã qua sử dụng tại Nhật, có hiệu là Opel Gangel. Các bạn thấy là cái chiếc xe này nó có thiết kế rất là lạ, nó gồm hai tông màu đỏ đen và các cái họa tiết mà thương hiệu của hãng thì được chế tạo như kiểu một những cái chiếc ri băng băng rôn quấn dọc quanh khung và có thương hiệu của hãng là Doppel Ganger. Đây, Doppel Ganger. Đây là một thương hiệu mà rất là phổ biến ở thị trường xe đạp Nhật Bản, phù hợp với những cái bạn mà thanh niên năng động cá tính. Như các bạn thấy thì chiếc xe thì như ở bên xe đạp Hải Phòng chúng tôi thì hầu như là giữ tất cả các cái sơn, các cái lớp sơn của xe đạp là nguyên bản, nên chúng tôi không dặm tút, nên là xe chúng tôi tại cửa hàng thì hầu như là không dặm tút và vẫn còn những cái vết xước của quá trình sử dụng ở bên Nhật Bản. Chiếc xe này thì thiết kế rất là phá cách điệu. Thì các bạn có thể thấy thì từng cái chân đũa một của chiếc xe nó có màu đỏ. Đấy, màu đỏ rất là khác biệt so với vành, nên tạo hiệu ứng mà khi dừng hoặc là khi quay thì trông rất là lạ mắt. Mayer cũng màu đỏ, chân đũa màu đỏ, rất hợp với tông màu đỏ đen của xe. Xe được trang bị vành bánh lốp 700C. Vành bánh lốp 700C như các bạn thấy. Hầu như những cái xe, tất cả những cái xe mà chúng tôi bán thì hầu như là để nước sơn nguyên bản, không có dặm tút. Tại vì nước sơn nguyên bản thì rất là cứng. Nó rất là cứng. Mình có thể được thử độ cứng của lớp sơn nguyên bản. Các bạn thấy gần như là không thay đổi gì. Đấy, rất là cứng, sơn nguyên bản nó rất là chắc. Đấy. Xe được trang bị đùi đĩa 3 tầng, lip 7 tầng và bộ chuyển động là Shimano Tourlay TX. Đó. Tourlay TX 7 số chính hãng. Được trang bị nguyên bản theo xe. Xe có cụm phanh hàm 3 mảnh, rất là cao cấp, đi kèm với một chiếc yên cũng nguyên bản luôn. Yên này nguyên bản mà chưa rách, chưa phải bọc lại, hãng còn nguyên logo của hãng. Chiếc xe được cấu thành bằng khung nhôm, toàn bộ bằng khung nhôm, vành nhôm, vành 700C nhôm, đùi bằng nhôm, ghi đông phốt tăng bằng nhôm hết, và tổng thành trọng lượng của chiếc xe cũng chỉ khoảng hơn 10 kg. Như các bạn thấy là chúng tôi để nguyên bản, từ những cái vết xước như này chúng tôi không có mông má đấy, để rất là nguyên bản như là các bạn sang Nhật mua xe cũ. Xe thì đang trong tình trạng hoạt động tốt. Để biết giá chiếc xe này thì có giá tầm khoảng gần 4 triệu đồng. Để mà biết giá chính xác thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có những giá ưu ái nhất cho các bạn ngay bây giờ. Nếu mà trong video này mà vẫn tồn tại nhưng có khi là xe chúng tôi đã bán rồi thì chúng tôi xin lỗi các bạn có thể chọn những cái chiếc xe khác. Như vậy là mình đã review xong cái chiếc xe Doppel Ganger, một cái thương hiệu rất là phổ biến của xe đạp touring Nhật Bản, mà thương hiệu này thì rất phù hợp cho các cái bạn thanh niên năng động. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh, và bên đó, bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông và nhận thông báo thường xuyên của kênh chúng tôi. Và ngoài ra chúng tôi đã tắt hoàn toàn quảng cáo trên YouTube để không làm phiền các bạn trải nghiệm video. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like video để chúng tôi làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.